Hello mọi người, là mình Kem đây. Hôm nay mình sẽ cho những cô nàng mà yêu màu hồng nhất sự giả dối, tràn ngập trong cái niềm đam mê của mọi người luôn nha. Như đã hứa ở những clip trước thì mình có bảo là mọi người thích mua màu gì thì mình sẽ mua màu đó. Và mình thấy có khá nhiều bạn thích màu hồng ấy, nên hôm nay mình quyết định sẽ mua tất cả những cái đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi có màu hồng cho mọi người nha. Mình thấy đồ màu hồng thì có rất là nhiều, chắc là nhiều nhất trong tất cả các màu ấy. Nhưng mà mình sẽ mua những thứ mà mình nghĩ là nó sẽ vừa rẻ vừa ngon và màu hồng. Đầu tiên sẽ là một gói kẹo dẻo vị đào này. Mình thấy ở đây có một cái gói rất là hay ho. Gói này thì nó là kiểu nó sẽ có một cái ống truyền giống như truyền máu á, để mình mua ăn thử. Cái này là một gói kẹo dẻo hình con gấu, nhưng mà nó có hai ngăn, mọi người thấy không? Thì ở đây sẽ có kẹo dẻo và ở đây có nước sốt để mình chấm ấy. Mua thử nha. Khoai tây chiên ở bên Hàn thì mình thấy cái loại này rất là nổi tiếng, có rất là nhiều vị nha. Nhưng mà vì hôm nay chủ đề là màu hồng nên mình sẽ lấy một hộp màu hồng nhá. Hey, cái này hơi cao. Nó là một hộp bánh nấm. Kiểu bánh nấm này thì trẻ con ở bên Hàn rất là thích ấy mọi người. Và ngày xưa hồi ở Việt Nam là mình cũng được ăn cái này rồi, trước khi sang Hàn ấy. Tại vì chị mình mua về cho cháu, chị mình cùng với cháu về Việt Nam chơi thì mình ăn của cháu mình ấy. Tiếp đến là một gói kẹo, nhìn cute, cưng nhỏ. Gói thì màu hồng thôi nhưng mà ở bên trong của nó là màu trắng. Và cái gói này kiểu ăn của nó sẽ là theo kiểu BBQ, là nướng lên ấy. Mình sẽ mua về và nướng lên cho mọi người xem nha. Trời ơi, mình thấy một chiếc kẹo que mà cute xỉu luôn ấy. Cái này là màu hồng. Cái này thì nó cũng là kẹo dẻo, nhưng mà kẹo dẻo bọc đường ở bên ngoài. Và cái phần này của nó rất là mềm. Lâu lắm rồi mình không ăn kẹo que nên là mình sẽ lấy một cây này. Mình nghĩ là mình sẽ lấy thêm một cái này nữa, tại vì mình chưa ăn cái này bao giờ cả, khá là tò mò. Mình thấy ở đây có ghi là ở trong này có mật ong của Hàn Quốc chứ không phải là mật ong của nước ngoài nhập khẩu vào, nên là mình ăn thử xem mật ong của Hàn Quốc thì có gì đặc biệt không nhau. Mình nghĩ niềm hạnh phúc nhất của mùa đông đấy là được ăn kem và uống nước đá mọi người ạ. Nên là mình sẽ lấy thêm một hộp kem xíu xíu nữa. Vì hôm nay thời tiết hơi lạnh nên là chắc lát nữa mình sẽ ăn ở nhà. Cái này nha, vị cherry này. Như thế này là đủ rồi ha. Bây giờ mình sẽ đi thanh toán và mang về nhà thôi. Mình đã thanh toán xong rồi mọi người ạ. Nhìn cái rổ màu hồng này nhìn cưng muốn xỉu luôn ý. Nhưng mà về nhà thì mới ăn được, còn đâu không được ăn ở đây đâu. Tại vì cửa hàng này thì không có người bán mà, nên là mình không được phép ngồi lại để ăn, chỉ có thể mang về nhà thôi. Này, ui, kem, cái này mang về nhanh không nó tan mất. Nhưng mà kem hộp nên chắc cũng không sao đâu ha. Mình thấy cứ như bạn bảo là tại sao mình mua kem mà để lâu nó không tan, tại vì bên Hàn khá là lạnh ấy, nên là để bên ngoài nó cũng không có sao cả. Tăng, đó. Mình đã về đến nhà rồi mọi người ạ. Và bây giờ mình sẽ đi đập hộp cái đống đồ mà mình vừa mua nha. Đầu tiên sẽ là một hộp khoai tây chiên, tại vì mình đang đói. Bóc ăn luôn cho nó nóng. Cái hãng khoai tây chiên này thì khá là nổi tiếng ở bên Hàn ấy. Mình thấy mọi người hay mua để đi picnic này, đi xem phim này. Mình mua cái này ăn nhiều, nhậu cũng ăn cái này nữa. Và có rất là nhiều vị luôn. Thì cái vị mình ăn hôm nay là vị bơ với cả caramel. Thì chắc là ngọt. Ăn thử xem nó có ngọt. Này, nhìn cũng khá là ngon ấy. Mà cái khoai tây của hãng này thì bao giòn nha mọi người. Ở bên trong cái khoai tây mỏng nhá, phủ ở bên ngoài là một lớp bột bơ này, caramel này, phô mai nữa. Nói chung là cái vị này của nó rất là thơm. Ăn thì cũng mặn mặn, xong lúc cuối thì hơi ngọt ngọt. Và đặc biệt là rất là giòn mọi người ạ. Bình thường mình ăn bim bim loại này ấy thì thường là nó sẽ hơi mặn này hoặc hơi cay. Nhưng mà hôm nay thì có một cái vị mà nó ngọt ngọt nữa, khá là lạ ấy, khá là mới mẻ. Mình sẽ ăn kem trước đi, rồi để vào tủ lạnh không thì nó tan mất. Tại vì để đến cuối cùng sợ nó bị hỏng. Nè, được cái là kem hộp ở bên Hàn ấy, mình thấy cái hộp của nó làm rất là đầy. Chết rồi, mình quên lấy thìa mất rồi. À đây 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 đây. Chết rồi, phải lắm. Được cái là mình thì não cá vàng nhưng mà em mình thì nó không. Nhưng mà cũng có mục đích cả. Nó lấy thì nhưng nó lấy hai cái ấy, mọi người. Cũng lấy là để được ăn thôi. Đó. Cái kem hộp ở bên này mình thấy nó không có bị cứng đâu. Ăn nó rất là xốp, mềm ấy. Và cái này thì vị cherry thì ăn nó sẽ không có ngọt hẳn mà nó sẽ hơi chua chua. Mình thích những cái vị như thế. Này. Cái mùi cherry rất là thơm luôn ấy. Và kem này
cho vào miệng một cái là nó đã tan ra rồi. Ăn rất là thích. Mọi người có thấy không? Nó còn có cả miếng cherry nữa nhá. Nói chung là kem này ngon cực luôn ý. Review thế thôi, bây giờ mình sẽ để vào trong tủ lạnh. Để lát nữa mình review xong cái đống này thì mình sẽ ăn tiếp. Tiếp theo thì sẽ là cái hộp bánh nấm mà lúc nãy mình có bảo với mọi người là hồi trước khi đến Hàn là mình đã được ăn cái này rồi. Tại vì bánh nấm ở bên Hàn thì khá là nổi tiếng và trẻ con ăn rất là nhiều. Hồi ở Việt Nam là chị mình về chơi nhưng mà chị mình có mua để cho cháu. Sợ cháu về Việt Nam ăn sẽ không quen đồ ăn vặt Việt Nam ấy, nên là có mua những đồ ăn vặt Hàn về cho cháu ăn. Thì mình toàn lấy của cháu mình ăn thôi mà. Là cái này nè. Mọi người ạ, mình đã vừa mắc một sai lầm. Tại vì đáng lẽ ra cái hộp này có thể cách bóc như thế này cơ, nhưng mà tại vì vội vã quá. Bóc của nó rất là đơn giản là như thế này thôi. Và đổ nấm vào trong đây. Đó, để ăn. Nhưng thôi, không sao. Tại dù sao cũng là mình ăn mà. Ở bên ngoài của nó sẽ là hình như thế này, tròn tròn. Có những cái cây khác thì nó sẽ là hình cái nấm. Thân cái nấm nó sẽ là bánh quy như thế này. Và đầu nấm sẽ là sô-cô-la. Nhưng mà mình thích ăn cái này hơn. Tại vì ăn sô-cô-la nhiều thì nó sẽ hơi ngọt. Phần vỏ của nó rất là giòn nhá, thơm. Ở giữa thì là sô-cô-la. Nó không có bị đắng nhiều, kiểu sô-cô-la sữa ấy. Nên là hơi ngọt ngọt, thơm thơm, béo béo, chứ không có bị đắng. Ở vỏ ngoài của bánh sẽ là những cái hình cute như thế này này. Không biết nó là cái hình gì luôn đấy mọi người ạ. Có cái này thì mình biết nó là hình cái này, hai viên. Còn những cái khác thì nhìn không có được rõ. Tiếp đến là cái gói kẹo đào. Nhưng mà mình thấy kẹo này rất là rẻ. Ở ngoài cửa hàng tiện lợi cũng thế. Bán những cái gói kẹo mà hoa quả trái cây ấy, nó sẽ rất là rẻ luôn. Nhưng mà mình thấy kẹo sữa thì ngon hơn rất là nhiều ấy. Mình thường thì mình ăn kẹo sữa nhiều hơn là kẹo trái cây. Mình sẽ bóc cho mọi người xem bên trong nha. Mọi người ạ, bóc một cái là cái mùi đào của nó thơm. Trời ơi, mình thấy đào và dưa lưới là hai cái loại trái cây mà làm nước với cả làm kẹo, bánh kẹo ấy, nó rất là thơm luôn ý. Cái mùi đào cũng thế, bóc ra một cái là người thấy mùi đào rõ liền luôn. Kẹo này thì nó chua chua, hơi chua chua, thơm mùi đào. Cái kẹo này nó dai theo một kiểu nhá, cắn nó không đứt đâu, nó dai đến cái mức mà mọi người cắn là nó sẽ bị lún răng vào bên trong thì nó không có đứt. Nhưng mà nó dai thật, đúng không? Kẹo dẻo, nó dẻo thật. Mình sẽ ăn một hộp kẹo dẻo khác nha mọi người. Cái này dính quá. Cái này là hộp kẹo dẻo, ở bên trong nó là hình những con gấu như thế này. Những con gấu xíu xiu. Mỗi cái màu của nó là một cái vị khác nhau ấy. Cái này gọi là giống như là siro trái cây ấy. Chấm như thế này. Đó. Mình không ngửi thấy mùi của cái kẹo dẻo nữa mà mình chỉ ngửi thấy mùi của cái siro này thôi. Nó hơi chua chua. Nhưng mà kích thích vị giác cực mọi người ạ. Cái siro này chắc là bỏ đá vào uống cũng được ấy nhở. Tè, màu vàng. Đó. Nhưng mà chua quá. Trời ơi, chua cực. Tiếp đến là một cái gói mà người ta đóng gói theo kiểu như là một bịch truyền máu như thế này. Mình sẽ bóc thử nha. Cái này đúng là mình chưa ăn bao giờ thật. Tèn. Ở bên trong của nó thì là một cái gói siro bị nước trái cây hỗn hợp. Đây là cái truyền máu. Mình sẽ tháo cái truyền máu này ra nhá. Nói truyền máu nghe ghê thôi chứ. Đây là cái kính nhá mọi người. Uống thì nước của nó sẽ truyền qua cái mắt, xong rồi chui vào trong miệng. Đó. Tinh. Nè, cho vào đây. Vặn vào. Đó, xong. Uống nhá, để mình uống thử xong nó truyền ra nhá. Cái này nó mỏi miệng cực luôn ấy. Kiểu phải hút hết sức nó mới lên được ấy. Nhưng uống cái này trẻ trâu nhỉ. Thật sự luôn đấy mọi người ạ. Tự dưng kiểu uống cái này xong vừa trẻ trâu ghê luôn. Cái này trẻ con uống thì sẽ kiểu thấy thú vị, thấy vui vui ấy. Chứ mình uống mình thì thấy nó vừa lâu vừa mỏi miệng, xong rồi lại còn sao ấy. Mà thôi thử cho biết. Được rồi. Cái này là cái kính. Tính là uống xong mình sẽ cắt hai cái tua tua ra mình làm kính mình đeo ấy. Tiếp đến sẽ là một hộp kẹo dẻo mật ong mà mình không biết là có đúng. Jelly, jelly thì nó là dẻo thôi chứ cũng không phải là kẹo. Có thể ở bên trong nó là cái nước đặc đặc, nước thạch. Jelly là thạch thì đúng hơn. Đó. Ở bên trong của nó thì sẽ là như thế này nè. Mình cũng không biết là mật ong nó pha với gì đấy, chắc là dâu. Nhưng mà nó rất là đặc luôn đấy mọi người. Ừ, có mùi mật ong thật. Đó.
Vị của nó nhá, hơi chua chua này, đầu tiên là chua, sau này là cái mùi của nó rất là gắt, và tiếp theo là nó hơi đang đắng, ngọt ngọt. Mình vẫn không biết thành phần ở bên trong này là cái gì, đợi mình xem nào. Mà mình xé mất cái vỏ bên ngoài của nó đi rồi còn đâu. Xé mất cái vỏ bên ngoài rồi mọi người ạ, rất là thông minh. Nhưng mà nói chung là cái này ăn cũng được ấy, nó khá là lạ, nhưng mà tại vì nó dẻo quá nên là nó dính hết cả vào răng ấy. Thôi, tiếp theo lại để mình cái cây kẹo mà mình thích nhất. Tại vì cái mình thích ăn kẹo dẻo mà nó bị nó tẩm đường như thế này nè, đó, ở bên ngoài tẩm đường ấy thì nó vẫn có cảm giác muốn cắn hơn. Hình này là hình con cúm mèo đúng không? Đó, màu hồng, xinh xắn. Nhưng mà tự dưng bây giờ ăn mất cái đầu của nó ấy. Ăn mọi người ạ. Có đường nên là cái này nó ngọt hơn, không như mấy cái kẹo dẻo vừa nãy mình ăn thì nó hơi kiểu chua chua ấy. Thì cái này nó ngọt này, không có dẻo theo cái kiểu mà bị dẻo quá mà dính răng ấy, mà cái này là cắn được và nó xốp xốp nữa. Bóp nó rất là mềm luôn á. Thôi mình ăn tiếp đây, cái này ăn được. Kẹo xốp. Kẹo xốp này thì là BBQ mà kẹo nướng. Mình sẽ cho vào xiên và đũa và mình nướng thử cho mọi người xem sự khác biệt. Đầu tiên thì mình sẽ cho mọi người xem trước khi nướng nhé. Trước khi nướng thì cái này của nó đây sẽ như thế này. Nó không có dính liên kết vào với nhau nhiều ấy. Và cắn một cái là nó đứt liền à. Ăn cũng được nhưng mà không có đặc biệt. Đó, bây giờ mình sẽ nướng lên cho mọi người xem nhá. Để lửa thật là nhỏ nha mọi người. Nếu mà để to nó cháy liền. Tại vì cái này nó đắt đường mà, nên nó rất dễ bị cháy. Để xa xa. Sợ. Đáng lẽ là không có nướng trên than, trên bếp ga như thế này đâu, mà là có cái bếp nướng là than hoa ấy mọi người. Nó chỉ còn lại cái cho tàn than thôi ấy. Nó nóng nóng ấy thì mình có thể để lên trên, chứ mà nướng như thế này chắc chắn là cháy. Những cái nào cháy thì mình sẽ bỏ qua, còn đâu mình sẽ ăn thử cái không cháy. Nhưng mà cái nào nó cũng cháy mọi người ạ. Sao giờ? Mình nghĩ là được rồi ấy nhở. Đây, mọi người hãy bỏ qua mấy cái chỗ cháy cháy này đi nhá. Bây giờ nhá, ăn nó mềm hơn này, thơm hơn và dai hơn nữa, mọi người thấy không? Đó, nó dính như thế này chứ nó không có đứt đoạn như vừa nãy trước khi nướng đúng không? Ở bên ngoài thì nó sẽ hơi giòn giòn, còn ở bên trong thì nó sẽ dai như thế này. Đấy. Mà chính ra những cái nào cháy bên trong là mới ngon đấy mọi người ạ. Thế là clip màu hồng của mình hôm nay đến đây là hết rồi mọi người ơi. Mình cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã theo dõi từ nãy đến giờ. Mà mình thấy đồ ăn hôm nay nó hơi trẻ con một tí, nhưng không sao, đã là đồ ăn thì cái gì cũng nên ăn thử thôi mà đúng không? Và mình hy vọng là trong clip tới thì sẽ có những cái món mà nó hay ho hơn để cho mọi người có thể xem và theo dõi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Bye bye mọi người.